Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay tụi mình đi lên Miami chơi, cho nên tụi mình muốn một căn nhà gọi là Airbnb. Thì căn nhà thì nó nhỏ thôi, 2 phòng. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. So, cái căn nhà này nó làm là nguyên căn nhà, nhưng mà nó chia ra 2 căn để cho người ta mướn nữa. Bên đây là một căn nè, còn bên đây là cái căn mà mình mướn. Đây, bên đây cái căn mình mướn nè. Bây giờ mình đi vô nhà nha. Đó, bây giờ nha, mở cửa vô là cái living room, cái phòng khách. Cái phòng khách rất là đẹp. Rồi bên đây phải là một cái phòng bếp, kitchen. Đây là các cái bàn ăn nè. Đây là phòng bếp, có đầy đồ tiện nghi. Đây là cái tủ lạnh, nó có hết tất cả mọi thứ luôn nè. Nó có mấy cái muỗng, có đầy đủ cho mình luôn á. Nhà rất là sạch sẽ, có microwave, nhưng mà nhỏ thôi, mình muốn nhỏ tại vì có 4 người nên 2 phòng. Ở đây là có cái máy giặt, cái sấy. Ok, mình đi vô phòng. Như trong đây là cái phòng, đây là cái phòng, một cái giường, một cái phòng. Đây là phòng tắm, phòng vệ sinh. Và đây là thêm một cái phòng nữa. Cái phòng này là chắc là master bathroom á, cho nên lộn, master bedroom. Cái phòng này là cái giường nó bự hơn, nó có 2 cái tủ đựng quần áo luôn. Đó, thì căn nhà chỉ có nhỏ như thôi mà 2 phòng. Mình muốn một đêm như vậy á là giá là 300 mấy á, 300 mấy đô một đêm. Tại vì nó gồm luôn tiền cleaning fee nè, service fee, cho nên là tổng lại là 300 mấy một đêm. Nhưng mà nhà rất là sạch sẽ, thơm tho và mát mẻ nữa. Này, quay hai người bạn. Hello. Hello, how are you? I'm good. So weird. Okay. Châu coi huyền khăn không nghe. Nè con, đồ nãy là mình đi chợ mình mua về, là tối nay mình sẽ nấu ăn. Mình làm lẩu, với là mình làm cua với tôm. Đó, không gian bếp đẹp ha, nhà nhỏ nhưng mà trang trí rất là đẹp, nhìn rất là rộng rãi, thoáng mát ha. Mình sẽ view nguyên căn cho mọi người xem. Cái tủ lạnh đó thì cũng rất là bự luôn, nó có mấy cái chai để cho mình xài. Còn cái này là mình mua mình để vô. Quá đã. Cảm giác mới tèo, chứ đừng tèo ý. Ây, hả, cái này mình chủ yếu mệt thiệt luôn. Lã chả đô xíu à, chủ yếu. Đi ngọt xuống đi. Mày đang làm cái gì vậy? Không được gì.
khá cắt là lâu quá. Không biết mày cắt. Ừ, tao không biết mày cắt cái gì thì sao ăn luôn á thằng con hỏi. Cắt cái gì được á? Cắt gì đó? Ừ. Chị đi ăn như này cầm, thật chết mẹ rồi. Thật là chẳng thôi rồi. Chẳng thôi rồi chỗ cung thôi. Bây giờ mình làm cái sauce để ăn với hoa hải sản. Giống như nó là Cajun sauce á. Sauce này rất là ngon. Mình là cho cái gia vị này là cái cây cỏ. Là mình lấy cái này nè. Đây, để mình quay cho mọi người cần cái nguyên liệu gì nha. Đầu tiên, slab ya mama. Thứ hai, garlic powder là tỏi, bột tỏi á. Đây là bột ớt. Còn cái này là cayenne pepper, không biết nó là cái gì nữa. Nhưng mà nó cũng là dạng là ớt á, nhưng mà chili pepper nó lại khác cái này. Không biết nè, mọi người muốn làm thì chụp screenshot lại. Còn cái này là onion powder, hành tây. Và cái này nữa. Đó. Rồi thì cái này là muối. Nhưng mà mình không cần bỏ muối nha. Tại vì cái này nó đã mặn sẵn rồi, không cần bỏ muối nữa. Bỏ muối là nó sẽ mặn hơn. Rất là mặn luôn. Nên mọi người nhớ đừng bỏ muối. Rồi với lại cái này, lemon and pepper, chanh với tiêu. Và cái này bơ thì mình để vô cái nồi obey nha. Obey đây là sẽ ra cái này đó, mình bỏ chung, mình trộn lên xong rồi mình bỏ bơ nè, bỏ tỏi vào đây, rồi mình sẽ bỏ cái gia vị nãy vô. Bây giờ mình là xào bơ với tỏi. Sao mình xào tỏi trước để cho tỏi nó thơm, mình xào nó thì nó thơm hơn, nó tươi dạng xíu nữa thì mình bỏ thêm bơ vô. Rồi bây giờ mình trộn hết rồi nha, mình bỏ hành tây vô nè. What are you looking at me? Bỏ soy sauce, xúc xích của mình. Đó, bên đây là lục cua, bên kia là tôm. Đây, đã hoàn thành xong. Wait, what is going on? How many? Four. Okay. 4? Okay. Yeah, 4. My tie is so pretty. Four. I said that you have open. Open? No. iPhone. Okay. Your phone? Let me see. This way? This way. Poker. Can move this down. Your turn. Race? Race or chai? Chai. Chai? Oh, yeah. Phone call. Hi. The hell you phone like this? What's wrong with you? Phone call. What should I do? I don't know how much you're in. I don't know. Four more? Fine. I should fold. Fold? Yeah. Fold! Maybe there is a queen and a cake. No, that's a queen. Yeah, now you have a queen. How do I have a queen? I can tie it over. I saw that. How you saw that? You need to protect your card. You need to protect that. You need to protect your car, you're yeah, playing like this. Yeah. I didn't like it. I saw it.
Thank you.